Dỡ cánh bay cao lưu danh muôn thuở, tên phi Dương Tiêu Hãn này được chứ? Tên thì hay lắm, nhưng mà đáng tiếc Mạnh Tống Thiêu Đầu này vẫn chưa có ngân lượng để mở Tiêu Hãn, chỉ có lá cờ thôi. Trời ơi, có chí ắt làm nên mà. Mũi tin chỉ cần chúng ta cố gắng làm, một ngày nào đó chúng ta sẽ có Tiêu Hãn của chính mình. Mũi rất có lòng tin ở huynh. Nói thì rất dễ, chỉ có hai chúng ta có nhận được hàng không còn là một vấn đề đó. Vậy chúng ta bắt đầu làm từ món nhỏ đi, nhận những món hàng nhỏ cũng được mà. Món nhỏ cũng khó nhận lắm. Huỳnh Tiêu Đầu, tôi cầu xin ông làm ơn làm phước chuyển linh cữu của cha tôi về quê để ông có thể được yên nghỉ. Tôi cầu xin ông mà, tôi cầu xin ông. Trời, đứng lên đi. Trời ơi, không phải tôi không giúp cậu, có điều việc này thật sự khó mà nhận được. Phải rồi, đường khác lại không đi, mình lại đi ngang quả hổ ba. Không lẽ đi đường khác không được sao? Phải đó. Tôi không còn cách nào khác. Quê tôi ở tận nơi xa, trước khi cha tôi mất đã từng nhờ người xem mạng coi phong thủy, chỉ có con đường này mới có thể thực hiện điều ông nói. 11 giờ tí phải về đến nhà thì linh hồn của ông mới có thể được an nghỉ. Tôi biết như vậy là mê tín, nhưng mà lúc sống tôi không có làm tròn chữ hiếu, đến lúc chết thì tôi không thể hoàn thành được tâm nguyện của cha. Quỳnh Tiêu Đầu, hôm nay đã là 28, nếu chúng ta còn không lên được e rằng sẽ không kịp. Quỳnh Tiêu Đầu, nếu về mặt ngân lượng có vấn đề gì tôi có thể nghĩ cách khác mà. Trời ơi, vấn đề không phải là ngân lượng. Sau khi Quý Trì Quýnh Sưng Dương chiếm núi ở Ngõa Hổ Ba thì không có Tiêu Hãn nào dám đi con đường này nữa. Tên ác thật đó, không cần biết Hắc đạo hay Bạch đạo, hắn đều không nể mặt. Dù có Trung Châu Tiêu Hãn che chở cũng không được. Đúng là như bất thông điệu bất phi. Còn có thổ phỉ quanh hành tới như vậy sao? Nè, nhưng huynh cảm thấy đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Đồng già, cậu tìm người khác đi. Huynh Tiêu Đầu, tôi đã tìm mười mấy chỗ, không có chỗ nào nhận. Tôi cầu xin ông giúp tôi. Đồng già, chúng tôi nhận vụ áp tiêu này. Chúng tôi cũng làm nghề áp tiêu, nhưng Tiêu Hãn chúng tôi mới thành lập, không biết huynh có tin tưởng không? Chỉ cần hai vị chịu giúp đỡ, suốt đời tại hạ sẽ không quên. Xin dẫn một lại của tại hạ. Huynh quá lời rồi. Tiểu huynh đệ, vụ này thật sự không thể nhận đâu. Vì tiền mà để mất mạng đâu có lợi ích gì. Lòng tốt của tiền bối xin ghi nhớ. Có điều tôi không tin trên đời này lại có đạo tặc ác như vậy. Hơn nữa ngoài ngân lượng còn có hai chữ hiệp nghĩa. Hay, nói rất hay. Hảo thắng lập công là bản tính của lớp trẻ. Lời khuyên tôi đã khuyên rồi, hai vị nhớ bảo trọng đó. Vậy khi nào hai vị có thể lên đường? Ngày mai đi. Huynh nói là không thể chậm trễ nữa mà. Nếu vậy thì tốt quá. Đại Dương, xin ngài làm phước tha cho hai bạn già này, chúng tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Thật đó. Này, xin ngài nhận dùm cho. Đúng rồi, đưa hết cho ngài nè. Hai cụ hãy đứng lên đi, chúng tôi không phải là sơn tặc, đứng lên đi. Hai vị yên tâm đi, chúng tôi là người của phái Phù Tăng, chúng tôi đến đây để diệt tên Quý Trì Quýnh cho mọi người. Thật không? Hai cụ à, ở đây chỉ còn hai cụ thôi sao? Không chỉ là ở đây, mà mười mấy thôn làng ở gần đây cũng đều tan hoang hết. Dạ phải. Trốn được thì cũng đã trốn hết rồi, chỉ còn chúng tôi chạy không nổi thôi. Dạ phải. Tiểu ca, xem ra chúng ta đến không lầm. Lão Bá, bá có biết Ngõa Hổ Ba đi hướng nào không? Đi thẳng đây, băng qua sạn đạo là tới. Lão đại, bọn chúng không tầm thường đâu. Chúng có ba đầu sáu tay của mặt kệ, đến Ngõa Hổ Ba này chỉ có con đường chết mà thôi. Đúng vậy. Nhưng mà lão đại, huynh có thấy hai cô gái đó không?
họ rất xinh đẹp á. Đừng nói nhiều nữa, mau đi nói với đương gia để ngài đến đây tóm gọn cả lũ. Mau lên, nhanh lên. Dạ. Sao hai người lại ở đây? Ê, đúng ra chúng tôi hỏi đệ mới phải. Ờ, đệ và cha đến tiêu diệt sơn tặc. Sơn tặc ở đâu? Tên Quý Trì Quýnh ở ngoài hộ ba. Ờ, hai người đang... đang áp tiêu. Mà giờ sư Quýnh mới thành lập một tiêu hãng đó. Nghe nói người trong tiêu hãng không dám đi con đường này mà. Là người chủ yêu cầu. Nếu không, tiêu hãng nhỏ như chúng tôi làm sao có thể nhận được gì sớm như vậy? Nhưng nói gì thì nói, Quýnh cũng muốn biết mặt tên Quý Trì Quýnh này để coi hắn lợi hại đến cỡ nào đây. Cũng phải, dù gì đệ cũng dò đường cho đại quân. Nè, chúng ta đi chung đi, ít ra có thể giúp đỡ lẫn nhau. Được. Ừ. Mau đi theo. Đi. Nhanh lên. Phía trước chính là ngõ hổ ba đó. Ở đây dễ thủ khó công. Mấy con cừu béo khỏe chứ? Các vị đương gia, tại hạ là Mạnh Nguyên Siêu, là tiêu đầu của Phi Dương Tiêu Hãn. Chủ của tại hạ muốn đưa linh cữu của cha mình về quê, cho nên phải đi ngang qua đây. Mong các vị đương gia giúp đỡ cho. Lão đại, phen này còn gặp phải tình hiếu tử. Hiếu tử gì cũng mặc, muốn đi qua phải để lại tiền mãi lộ. Vị đương gia này, thứ tôi vận chuyển chỉ là linh cữu. Ngươi coi lão tử là thằng nhóc sao? Biết bao người đã dùng quan tài để chuyển báu vật. Mở quan tài ra. Nè, ngươi thật là quá đáng. Quá đáng hơn cũng còn được. Quý đệ, hãy bắt con gái đó qua đây cho ta, sau đó mở quan tài lên. Sư huynh, đàn tiêu của chúng không có được. Chạy. Đi lại. Lên ngựa. Bà báo với tấm đại nhân, chúng ta đi cứu người. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.